Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình iOS tại trung tâm đào tạo tin học Khoa Phạm. Trong clip trước, chúng ta đã cùng nhau thực hiện xong chức năng gọi điện thoại từ ứng dụng iOS. Trong clip này, mình sẽ tiếp tục cùng các bạn đi thực hiện tiếp chức năng send tin nhắn từ một ứng dụng iOS tới một cái số điện thoại. Ok, thì các bạn mở cho mình cái tổ chức trước lên. Mình sẽ thực hiện chức năng send SMS trong cái function button send SMS này. Đầu tiên thì các bạn muốn thực hiện được chức năng gửi tin nhắn từ ứng dụng thì các bạn phải inbox cho mình. Thư viện chính là message UI. Rồi mình sẽ vào cái function button send SMS này. Mình sẽ tạo một cái biến SMS sẽ bằng là MF message composite view controller. Thì mình sẽ đi khởi tạo nó. Tiếp theo các bạn gọi cho mình cái đối tượng này sms.body. Đây chính là cái nội dung của tin nhắn của mình. Thì mình sẽ để là txt sms.text. Tiếp đến chính là sms.gcpn. Đây chính là cái số điện thoại của cái người nhận của mình. Thì mình sẽ bằng một cái danh sách, một cái mạng. Ở đây mình muốn người nhận chính là cái số điện thoại mình nhập vào trong thanh TextView. Đây thì mình sẽ truyền nội dung của TextView vào number.text. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuyển đến cái giao diện màn hình của màn hình gửi tin nhắn. Thì mình sẽ gọi Reason View Controller. Ở đây tham số mình sẽ truyền vào đó chính là cái màn hình SMS của mình. Animation mình để là for. Condition mình để là need. Ok, bây giờ mình thử run lại ứng dụng của mình ha. Rồi, mình bật màn hình của thiết bị thật mình lên này. Mình click vào TextView. Bây giờ mình sẽ nhập cái số điện thoại của mình rồi. Ok, tiếp đến là nội dung của tin nhắn. Mình để là chào bạn. Rồi mình click vào send. Đó. Rồi mình click gửi. Vậy là tin nhắn của mình đã được gửi đến cái số điện thoại mà mình đã ghi trên thanh TextView. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Hẹn lại các bạn trong các clip tiếp theo.